Hôm nay Toyota Tân Cảng xin gửi cho cô chú anh chị mẫu xe Fortuner máy dầu số tự động đời 2022, xe mang nước sơn màu bạc nha anh chị. Hiện trạng xe này Khánh mới lấy về chiều ngày hôm qua và để y hiện trạng mọc vậy cho anh chị, để quay cho anh chị xem luôn. Xe mang nước sơn màu bạc, máy dầu số tự động, lăn bánh được 50.000 cây số. Và hiện tại thì con xe này bảo dưỡng lịch sử đủ nha anh chị. Đó, và một vài anh chị thắc mắc là ồ sao xe 2022 mà lại đi số km nhiều quá vậy. Nhưng thực ra đối với một chiếc xe máy dầu 7 chỗ gầm cao và đi số km này là số km rất là bình thường anh chị, không có vấn đề gì để anh chị lo lắng hết nha. Đấy, phía sau này rất là đẹp luôn anh chị. Nhìn chiếc Fortuner nhìn nó cứng cáp và nó bền bỉ lắm. Đó anh chị thấy không, mà mẫu này nó rất là bền nha. À, anh chị có thể sử dụng trong mọi mục đích luôn, từ gia đình, kinh doanh, cho thuê, rất là hợp lý. Tại vì nó tiết kiệm nhiên liệu nè, bền nè, và nó sẽ giúp cho anh chị nhẹ tiền, cái phần tiền mà bảo dưỡng sửa chữa hơn, rất là nhẹ, nó không có quá mắc. Với lại là mình kiếm phụ kiện, phụ tùng đâu cũng có hết. Đó. Rồi bây giờ chúng ta vào chi tiết con Fortuner 2022 xe máy dầu số tự động này nha anh chị. À, phần đầu tiên cũng như thường lệ thôi, Khánh sẽ quay cái phần đầu xe trước. Cabo này chúng ta là cabo zin chưa hạ, và anh chị có thể thấy ha, những đường gân nổi gân chìm trên xe rất là đều với nhau, nó không có bị đứt khúc đứt quãng gì hết anh chị ha. Đó, đèn chúng ta là sử dụng đèn zin full led anh chị, ánh sáng trắng và không có bị nứt bị bể gì hết nha. Đó, cản trước này chúng ta vẫn là cản zin, xe đi 50.000 cây số, xe sử dụng gia đình cho nên anh chị thấy ha, cản zin và chưa có sơn. Đây anh chị thấy cái đường chỉ không, cái đường chỉ của cản này đó, một cái mẹo nhỏ khi anh chị đi xem xe, xe cũ mà họ nói là cản zin thì anh chị để ý giùm Khánh cái chỗ này, chúng ta sẽ thấy cái một đường chỉ nhỏ chạy từ đây xuống đây, đó là cản zin từ nhà máy anh chị ha. Đó, vỏ bọng phía trước nè, vỏ đúng đát nha, tuần thứ 24 của năm 2022, và chiếc xe này sản xuất vào khoảng giữa năm 2022. Đó, cản bên tài zin nha anh chị. Đây, mặt lưới tản nhiệt cũng riêng nè, còn sơn nhám rất là nhiều anh chị ha. Lưới logo cũng to nè, đèn riêng luôn không có bể. Đây là một chiếc xe khá là đẹp. Đây, cản bên này cũng riêng luôn nha anh chị. Cản riêng từ từ trước ra đằng sau luôn. Từ bên bên phụ bên tài là riêng hết luôn anh chị, chưa sơn lại lần nào luôn á. Nhưng mà cái này nó bị trầy nè. Chắc có lẽ Khánh về sẽ sơn lại cản bên này để giữ riêng bên kia. Đó. Đó, vỏ xe là bốn vỏ đều nha, hết nha anh chị, mâm hợp kim nhôm phay hai màu ha, và cái vỏ này vỏ rin luôn nè, cabo rin luôn, vè sơn rin luôn nè anh chị, con này tính ra là sơn rin nhiều nha. Đó, và có một vài anh chị sẽ thắc mắc là ô tại sao xe mẫu cũ này lại mắc hơn mẫu mới. Để Khánh mở cái nội thất cho anh chị dễ hình dung. Đối với chiếc xe mẫu mới, xe mới 2024 á, nó sẽ có một bảng số tự động, thì nó đã bị cắt hết tất cả những option hiện tại để đưa để hạ giá xuống, cho nên con này là cái một cái con số tự động máy dầu là đúng chất từ trước tới giờ luôn, và không có thiếu option gì hết. Nó bao gồm như lẫy cần số nè anh chị thấy không, ru control nè, đó, màn hình, ghế da, lót sàn đầy đủ hết nha. Và cái con số tự động mới 2024 nó đã bị cắt hết rồi, nó đưa về ghế nỉ luôn, nó không còn ru control, không còn lẫy cần số nữa, cho nên giá nó mới rẻ. Chứ nếu mà anh chị mua cái bản 2022 này nè, đây là một chiếc xe số tự động đúng chất luôn và đầy đủ option nhất cho anh chị, cho nên giá nó mới cao. Đó, bởi vì có anh và anh chị thắc mắc là ồ tại sao xe cũ nó lại mắc gần xe mới. Nó mắc gần do là nó nhiều option anh chị, nó đúng là một bản số tự động từ trước tới giờ luôn á. Quay về chiếc xe nội thất ha, và xe có một bộ nội thất màu đen anh chị, và ghế da còn khá đẹp và cứng, không có bị sần, không bị rách nha. Lót sàn 3D và bọc trần 3D lại rồi. Đây anh chị nhìn phía trước nè, từ phía sau nhìn lên trước ha, nó rất là rộng. Và cái nhược điểm lớn nhất của con này là hàng ghế thứ ba là nó chật thôi, do cái gầm phía sau nó nâng lên cao quá, nó hơi chật hàng ghế thứ ba. Cỡ Khánh khoảng 1m7 là ngồi có khả năng đụng đầu và ngồi rất chật. Nhưng mà nếu mà để nít nhỏ ngồi thì vẫn thoải mái, không sao hết. Về nội thất xe này thì còn đẹp, rất đẹp anh chị. Về tổng quan luôn, ngoại thất là nội thất vẫn còn đẹp ha. Thậm chí cản sau rồi riêng luôn nè anh chị.
Đây nè anh chị coi nè, cảng sao cảng rin nha, còn chỉ hết trơn luôn nè, khá đẹp ha. Con này đi 50.000 mà giữ kỹ á, con này đi 50.000 giữ rất là kỹ, lót sàn. Đây Khánh nói cái hàng ghế này nè, nếu mà mình ngồi đủ người, 7 người đi nó khá chật ha. Đó. Sơn rin luôn nha. Đó. Fortuner máy dầu số tự động 2022, lăn bánh được 50.000 cây số và chất xe còn liền lạc lắm, chỉ với 998 thôi. Hồi khoảng tháng rồi á, Khánh có bán một chiếc, khoảng 2 tháng trước chứ, Khánh có bán một chiếc 2022 cũng màu bạc luôn, đi 40.000 cây số thì lúc đó là 1.022.000, nhưng mà bây giờ nó đang giảm giá, và một phần nữa là do chiếc này Khánh mua giá rẻ cho nên về bán rẻ cho anh chị, 998 cho chiếc này ha, 2022. Thì anh chị mua sẽ tới trực tiếp tại Toyota Tân Cảng, đại lý xe chính hãng của Toyota, để mình mua, mình xem xe, không có sợ là xe đâm đụng hay ngập nước gì hết nha anh chị. Dạ rồi, đây là Fortuner máy dầu số tự động 2022, xe lăn bánh được 50.000 cây số và hiện tại đang được chào bán với mức giá là 998 triệu tại Toyota Tân Cảng. Quang Khánh cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau nha.